Chào các bạn nhé. Nên mình xin hướng dẫn quả các bạn quả kèo rất là thơm nhé. Có thể x 100 1000 lần tài sản. Thì kèo này nó là thuộc về đầu token của đồng người bóng đá MU nhé. Thì một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành của nó là 1.000 tỷ, đã có 81.468 tài khoản holder và đã phát sinh 126.000 lượt giao dịch nhé. Thì hiện tại đồng token này nó đã giao dịch ở trên sàn Pooncoin và sàn Chartboy Finance. Thì với cái mức giá của nó là hiện tại được giao dịch ở trên hai sàn này thì là giá của nó là 0,3 số 0 tới số 4 nha. Đó. Và giá giao bán ở trên cái web chính thức của token này thì là 4 số 0 tới số 1, có nghĩa là đã lên 40 lần nha. 40 lần so với cái giá giao dịch ở trên sàn. Đó, 3 số 0 tới số 4 này. Và trên vòng 1 thì là bắt đầu tham bán vào ngày từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 với giá là 4 số 0 tới số 1. Vòng 2 thì từ ngày 3 tháng 12 tới ngày 2 tháng 11 năm 2022 là với giá là 0,4 số 0 tới số 2 nhé. Đấy, vòng 3 thì từ vòng ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 2 tháng 2 năm 2022 với giá là 4 số 0 tới số 4. Đấy. Thì cái thông một số các thông tin về đồng tốc cái token này đấy, thì cái trong gấp chính thức của nó cái đợt tiết tư là đã có 36 đợt tiết tư và một số thông tin thì được làm ở trên đây nha. Đó. Đây, Telegram thì đã có 200.000 lượt theo dõi nha. Đây, Telegram chính thức đây là 212 kênh thì có hơn 200.000 lượt theo dõi nha. Thì cái roadmap của nó, một số cái thông tin về cái lộ trình của cái đồng token này. Số tổng cung phát hành thì là 1 triệu tỷ này. Quý 4 năm 2021 hoàn thành website và bắt đầu giảm giá khuyến mại bán và cho staking và farming. Quý 1 năm 2022 thì bắt đầu list lên một số sàn như CGK này. Rồi, tháng quý 2 năm 2022 thì bắt đầu là list đồng token MUSC FC, MUSC này lên sàn phi tập trung SEC này. Đó. Quý 3 2022 thì list lên sàn MXC và Binance. Đấy. Thì các bạn có thể cố gắng, có điều kiện thì cố gắng bỏ ra một số nhỏ BLB hold ngay từ vòng đầu tiên nhá. Thì mà các bạn được cái giảm giá là so với giá hiện tại bây giờ là đang x lên 40 lần nha các bạn nhé. Thì sau đây mình có một số vốn nhỏ MBLB mình sẽ mua tạm vào đây 0,2 BLB, sau đó mình sẽ sau khi mình thử thêm ít BLB mình sẽ mua tiếp nhá. Rồi mình sẽ mua này. Đây là cơ hội rất 100.000 lần tài khoản, nếu các bạn cố gắng tham gia thôi. Kèo này còn ngon hơn kèo boxclub.io nhá. Rồi mình sẽ nhấp xác nhận này. Rồi mình sẽ dán được lấy địa chỉ token và dán vào ví này. Rồi mình đã mua tạm thời được hơn 10 triệu đồng token MUSC. Thì các bạn cố gắng mình sẽ để thông tin mua và tất cả những cái thông tin về đồng token này ở bên dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn cố gắng vào mua và hầu thì cơ hội đổi đời sẽ làm trong năm sau. Nếu các bạn có
tim gan và đầu tư vào cái những cái đồng token này nhá. Thì hiện tại bây giờ nó có hai đồng để các bạn có thể đầu tư vào là đồng VoxSwap.io, thì là nó đã hết vòng 3 rồi, chuẩn bị bước sang vòng 4, là các bạn vòng 4 là sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 12. Các bạn có điều kiện thì cố gắng vào đây để mua luôn nhá. Đấy, còn là tập đầu token mốc sự góc của IO này thì đã x lên 4 lần so với cái giá hiện tại bây giờ rồi nhá. Chỉ chờ mở khóa là các bạn có thể xả được thôi. Rồi thì các bạn cố gắng theo dõi thường xuyên theo website klamarop.net và cập nhật những cái thông tin hữu ích nhất từ cái kênh YouTube của mình nhé. Video xin được kết thúc đây. Tại đây, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.